Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua, để lại những mất mát đau thương cho nhân dân các tỉnh phía Bắc. Những ngày này, cùng với cả nước, cán bộ nhân dân huyện biên giới Sa Thầy hướng về đồng bào vùng lũ lụt bằng tất cả tình yêu thương, sự sẻ chia, với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no. Biết tin huyện Sa Thầy tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, chị Ycric và nhiều người dân đã đến ủng hộ với tinh thần cùng chung tay, góp sức, hỗ trợ đồng bào khi khó khăn hoạn nạn. Qua xem cái chương trình truyền thông các kênh thì thấy các hoàn cảnh của đồng bào bên phía Bắc rất là tội nghiệp. Em thì ở đây có việc thì cũng đồng hành ủng hộ để các những nạn nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn trên đấy để vượt qua được trong cái cuộc sống. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Sa Thầy tổ chức quyên góp để hỗ trợ giáo viên và học sinh các tỉnh phía Bắc đang gồng mình khắc phục hậu quả mưa bão. Sông bị sạt lở, rất là tội, cuốn trôi sắp vỡ, rồi bàn ghế trường sập. Bây giờ hoàn cảnh lũ lụt cơn bão số 3 ở miền Bắc cũng có những bạn như em, thì em cũng muốn góp phần một chút để góp cho các bạn có thể đi học lại như em. Những ngày này, anh Hoàng Vũ và các thành viên nhóm thiện nguyện Sa Thầy tất bật tiếp nhận nguồn hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn. Trước những mất mát đau thương và thiệt hại quá lớn của đồng bào các tỉnh phía Bắc, anh cùng các thành viên đứng ra vận động, kết nối các mạnh thường quân để quyên góp hỗ trợ nhân dân vùng lũ vơi bớt khó khăn. Mình kết nối với một hội làm từ thiện là Tri Thức Trẻ. Ở ngoài đó người ta tới đó người ta sẽ nhận hàng, xuống xe tập kết và đi giao cho tất cả các xã ở tại cái tỉnh Yên Bái đó. Trước mắt thì mình muốn người dân ở đây tại Sa Thầy đây đã sẽ ủng hộ thật nhiều đồ để cho bà con ngoài đó sẽ có thêm được một cái gì đó để bà con nói chung sau bão rất là khổ, bởi vì người ta ngập hết không còn cái gì cả. Phát huy tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân, những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, bánh, sữa, nước được chuyển đến nhóm thiện nguyện. Chỉ sau một buổi vận động, quyên góp, nhóm tiếp nhận khoảng 8 tấn hàng. Đồng bào quá mất mát thiệt hại quá lớn, rất là đau lòng. Mình cũng xót xa, giống như chính là cái người thân của mình đang bị vậy đó. Cho nên với cả tấm lòng thôi thì mình của ít lòng nhiều, với tất cả tấm lòng của mình có nhiêu thì mình đóng góp bấy nhiêu. Bà con hãy cố gắng vững vàng, qua bão rồi thì còn nhiều cái khắc phục nữa, rồi không có ai bỏ rơi mình một mình đâu. Tất cả cả nước hướng về để cho đồng bào ở đó khắc phục sớm, trở lại cuộc sống bình thường. Trong thời điểm đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra, những nghĩa cử cao đẹp này thể hiện truyền thống đoàn kết, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần cùng cả nước tiếp thêm động lực, sức mạnh để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống.